chào các bạn, mình là Jennyslimey đây và hôm nay mình sẽ giới thiệu cái Jennyslimey box mới của mình nhé. Cái hộp này mình lấy nguồn cảm hứng từ cái hộp Secret Box của Kikiwaka và hộp Slimey Box ở bên Mỹ. Mỗi 2 tuần mình sẽ ra một cái chủ đề mới cho cái Jenny Box, nên mỗi 2 tuần mình sẽ ra video mới giới thiệu box cho các bạn nhé. Trong hộp sẽ bao gồm một cái hộp đặc biệt mình tự thiết kế để đặc biệt cho các bạn nè. Và mình sẽ bao gồm 3 hộp slime, charm và một cái bịch kim tuyến nữa. Thì mỗi 2 tuần thì mình sẽ có một chủ đề mới. Tuần này sẽ có chủ đề là Dreamland, có nghĩa là giấc mơ. Ở cái charm kèm theo mình sẽ cho một cái charm cầu vồng rất là dễ thương nha các bạn. Bánh đầu tiên gọi là Midnight Cake Pop, có nghĩa là bánh cake pop giữa đêm. Thì bánh cake pop là một cái bánh mà nó hình tròn và nó cắm vô một cái cây giống như cái cây kẹo mút vậy đó. Slime này là dạng slime crunchy, có nghĩa là slime rất là giòn. Bánh này có mùi bánh red velvet siêu thơm luôn các bạn ơi. Gọi là sweet dream, có nghĩa là giấc mơ ngọt ngào. Thì bình thường sắp sửa ngủ thì người lớn ưa nói sweet dreams, có nghĩa là bạn hãy có một cái giấc mơ một cái cuộc ngủ hoặc quên một cái giấc ngủ ngọt ngào. Thì slime này là một cái dạng glossy nhưng mình mới làm nên nó không có được bóng cho lắm, và nó cũng có những cái kim tuyến màu mềm ngôi sao nhìn rất là dễ thương luôn. Này có mùi kẹo bông gòn Việt Quốc rất là thơm. Anh này gọi là Dream Cream, có nghĩa là kem giấc mơ. Thì mình nghĩ ra cái tên này vì mình thấy cái chữ Dream Cream nhìn rất là hay, nghe rất là hay. Và slime này là một slime bơ có phối màu tím và màu xanh dương, rất là dễ thương. Slime này cũng kèm theo một cái charm galaxy ngẫu nhiên nữa, nhưng cái này có charm hình mặt trăng. Rất là mềm phải không các bạn? Mình thấy cái màu này nhìn rất là đẹp luôn. Chắc cái này là cái phối màu mình thích nhất luôn. Và slime này có mùi lime frosted cupcake, có nghĩa là bánh chanh. Thì các bạn nghe nó nhìn hơi nghe hơi gớm, nhưng thật ra nó có mùi rất là thơm luôn. Các bạn phải hửi nó mới thấy nó thơm như thế nào đấy. Mình cũng có thể cho cái charm cầu vồng kèm theo nhìn cho nó vui. Cái hộp Jenny Box này sẽ có giá là 180.000 vì mình mua cái hộp rất là mắc tiền và cái tiền thiết kế hộp cũng rất là mắc tiền nữa. Các bạn đừng quên theo dõi Instagram mình, đấy là Jennyslimey, và Facebook mình cũng là Jennyslimey nữa. Và các bạn có thể mua hàng trên jennyslimey.com nhé. Bây giờ mình chào các bạn. Bye!